Các dòng đầu tư từ EU là dòng đầu tư chất lượng cao, số lượng đầu tư lớn so với các gói đầu tư của thế giới. Điều đó sẽ thay đổi đất nước các bạn. Nhìn lại, chúng ta thấy không có nhiều hoạt động thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Sau khi Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ được ký kết vào cuối năm 2001, các hoạt động giao thương phát triển rất nhanh. Đến giờ, chúng ta đã có hơn 80 tỷ đô la Mỹ thương mại hai chiều Việt Nam-Hoa Kỳ. Việt Nam đã và đang kiểm soát rất tốt nền kinh tế trong thời điểm đại dịch COVID-19 bùng nổ, với GDP tăng trưởng dương, trong khi rất nhiều nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới đều phải chịu mức tăng trưởng âm và phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp hơn Việt Nam rất nhiều. Thưa quý vị khán giả, thưa các vị khách mời, chúng ta vừa theo dõi những ý kiến của đại diện các tổ chức quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam và những chính khách nước ngoài đã quan tâm theo dõi tình hình kinh tế Việt Nam trong suốt năm qua. Và họ chính là những người đã trực tiếp điều hành những gói hỗ trợ lớn cho chính phủ Việt Nam để hỗ trợ cho kinh tế Việt Nam trong thời điểm mà dịch Covid bùng phát, cũng như đại sứ EU tại Việt Nam, ông là người đã tham gia trực tiếp vào quá trình đàm phán để ký kết và thực thi hiệp định lớn đó là EVFTA trong năm qua. Thưa ông Thắng, ông có ý kiến gì về những nhận định, những đánh giá của những tổ chức quốc tế tại Việt Nam? Tôi nghĩ rằng các đánh giá của các chuyên gia nước ngoài cũng như là các vị khách quốc tế Việt Nam đã thể hiện một cách hết sức khái quát và sát thực cái tình hình chung của Việt Nam. Với ý kiến của các tổ chức quốc tế và những chuyên gia nước ngoài đánh giá về kinh tế Việt Nam, thì thưa bà Diễm Hằng là một doanh nhân hoạt động ở thị trường trong nước trong năm qua, thì bà có những nhận định gì qua những cái đánh giá này? Rõ ràng rằng là trong cái khó khăn thì chúng ta lại thấy một cái sức sống mới dành cho sản phẩm Việt. Vâng. Và một con đường mới dành cho những doanh nghiệp Việt Nam có thể là phát triển thị trường Việt Nam. Vâng, và rõ ràng là trong khó khăn thì thưa Hoài Linh, chúng ta cũng thấy là những doanh nhân nước ngoài, những tổ chức nước ngoài, họ cũng đã tập trung nhìn về Việt Nam với một cái nhìn, một đánh giá hoàn toàn khác so với thời gian trước đây. Ông có ý kiến gì quanh quan điểm này? Tôi nghĩ rằng là trong những thời gian vừa qua, và đặc biệt là ý kiến của các chuyên gia vừa cho thấy rằng là Việt Nam đã có một cái vị trí và một cái vị thế hội nhập rất là mới đối với thế giới trong thời gian vừa qua, và cũng đã thể hiện được vai trò và vị thế Việt Nam, đặc biệt là trong một loạt các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam được thực hiện, đặc biệt là EVFTA, cũng như là vị trí Việt Nam đã đảm nhiệm, ví dụ như là chủ tịch của ASEAN năm 2020, cũng như là cái vị trí thành viên hội đồng không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Có thể nói những cái công việc như vậy hoặc là những cái vai trò của Việt Nam như vậy đã một lần nữa chứng tỏ được cái vị thế của Việt Nam. Vâng, thế nếu mà cần phải nhìn nhận và phân tích về điểm sáng kinh tế Việt Nam trong năm qua, đặc biệt là khi Việt Nam vừa mới hoàn thành rất xuất sắc vai trò chủ tịch của ASEAN, thì chúng ta cần phân tích điều gì thưa ông Thắng? Tôi nghĩ rằng là trong một cái năm đầy rẫy những khó khăn như thế, nhưng mà là Việt Nam chúng ta đã giành lại được rất nhiều cái kết quả, phải nói là hết sức đột phá và đáng ghi nhận. Đó là ký được hàng loạt các hiệp định EFTA đối với các liên minh châu Âu rồi các cái thị trường khác lớn như ở Mỹ. Là một trong số các doanh nghiệp tiên phong trong nghiên cứu, phát triển dây chuyền tự động trong lĩnh vực gia công kim loại, ngay khi Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực, doanh nghiệp này đã tận dụng được cơ hội để tham gia vào một khâu trong làn sóng dịch chuyển công nghệ gia công kim loại toàn cầu. Wellcom đã chuẩn bị cho việc đó bằng việc đầu tư cho nghiên cứu phát triển theo chiều sâu, định hướng lên các cái công nghiệp 4.0. Với kích thước thép, chúng tôi đang cố gắng là tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để chuẩn bị đón lấy cái nguồn đó. Bởi vì người ta đầu tư nhà máy vào thì chúng tôi sẽ có một lượng kết cấu thép rất khổng lồ. Sau 3 tháng thực hiện EVFTA, xuất khẩu Việt Nam sang EU đạt 11 tỷ đô la Mỹ, tăng 5%. Tính riêng sau 3 tháng EVFTA có hiệu lực thì con số tăng trưởng là 11%. Mà dòng thuế giảm có nghĩa là các doanh nghiệp phải chi phí ít hơn về tiền đóng thuế. Cái thứ hai là các rào cản về mặt kỹ thuật, và thứ ba là rào cản về mặt vệ sinh an toàn thực phẩm. Rồi vấn đề liên quan đến về sở hữu trí tuệ. Theo số liệu thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến quý 3 năm 2020, tổng đầu tư của EU vào Việt Nam đạt 752 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 100 triệu đô la Mỹ và 180 dự án so với trước khi hiệp định có hiệu lực. Những trái ngọt ban đầu này cho thấy các nhà đầu tư Việt Nam và EU luôn tìm kiếm cơ hội trong tương lai.
sau hàng chục vòng đàm phán kéo dài suốt 8 năm. Đại diện 10 nước ASEAN và 5 nước đối tác Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc đã chính thức đặt bút ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP. RCEP được đánh giá là hài hòa các mạng lưới FTA ASEAN cộng 1, hiện có một hiệp định thống nhất, tạo ra một bộ quy tắc thương mại duy nhất và gắn kết cho khu vực. Tính đến thời điểm hiện tại, RCEP là một trong những hiệp định thương mại quan trọng nhất từng được ký kết. ASEAN và các nước đối tác đã hoàn thành thắng lợi việc đàm phán hiệp định RCEP với khối lượng công việc đồ sộ, mở ra một giai đoạn hợp tác kinh tế thương mại mới đầy hứa hẹn, tốt đẹp. Với Việt Nam, RCEP sẽ là sự bổ sung giá trị để Việt Nam đáp ứng tốt hơn yêu cầu về quy tắc xuất xứ, qua đó tận dụng tốt hơn các thị trường hiện nay. Thưa các vị khách mời, một điểm nhấn nổi bật của năm 2020 vừa qua đó chính là Việt Nam đã thành công trong việc ký kết các hiệp định thương mại tự do với các quốc gia, cũng như là hai hiệp định lớn nhất đó là EVFTA và RCEP. Và ngoài ra thì chúng ta cũng vừa mới ký thành công một hiệp định thương mại tự do với Vương quốc Anh trong những ngày gần đây. Thưa ông Linh, ông có đánh giá gì về cú hích mang tên EVFTA khi mà được Nghị viện châu Âu thông qua tháng 2, tháng 6 được Quốc hội Việt Nam thông qua và tháng 8 đi vào thực thi? Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà những cái sàn thương mại điện tử, những cái sàn giao dịch hỗ trợ về chuyển đổi số và kinh tế số đặc biệt sẽ ứng dụng trong cái thời gian tới để làm sao là cái hiệp định EVFTA sẽ đạt được cái hiệu quả cao nhất đối với Việt Nam. Đó là Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp Việt Nam cần phải chú trọng hơn nữa về những cái chuỗi sản phẩm của mình cũng như là cái chất lượng sản phẩm để làm sao đáp ứng được cái tiêu chuẩn của quốc tế. Thì có như vậy thì chúng ta mới làm được lâu dài và có thể phát triển được mạnh mẽ hơn nữa và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Vâng, thưa bà Hằng, nếu mà từ nhìn từ doanh nghiệp thì bà có bối rối trước những cơ hội mà các hiệp định thương mại tự do lớn mang lại như là RCEP hay là EVFTA không? Thực ra thì đứng trên phương diện là doanh nghiệp thì chúng tôi khi mà chính phủ ký được những hiệp định lớn với EVFTA hay RCEP thì thực ra là doanh nghiệp rất là vui mừng. Thế nhưng mà cái lo ngại thì lại nhiều hơn vui mừng. Khi chúng ta xuất khẩu thì chúng ta lại cần nhất đó là tiêu chuẩn hoặc nhà máy chế biến. Chúng ta đã có FDA chưa? Đúng không ạ? Hoặc là chúng ta đã có CE chưa? Nếu như chúng ta không thực sự thay đổi thì ký những hiệp định như vậy thì liệu chúng ta có cái có thể là còn không cả cạnh tranh được ở trong nước với những sản phẩm nước ngoài nữa cơ, chứ không nói gì đến là hàng xuất khẩu. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bà, đó là doanh nghiệp Việt Nam và hàng của Việt Nam đang rất khó khăn và vướng mắc khi mà để có được cái chứng nhận CE để vào EU hay FDA để vào Mỹ. Thế thì tôi băn khoăn là không hiểu là những hiệp định này sẽ mang lại là lợi ích hay là mang lại bất lợi cho phía doanh nghiệp Việt Nam, thưa ông? Trước mắt nên là chúng ta phải nhắm tới một cái sản phẩm nó phải an toàn, phải sạch. Ví dụ như chúng tôi đang làm nông nghiệp. Thế còn thì chất lượng thì nếu mà giải quyết được vấn đề đấy thì đương nhiên là nó sẽ là chất lượng cao. Chính vì vậy cho nên người ta mới cần các cái công nghệ. Bởi vì là nếu mà chúng ta đã có công nghệ rồi mà chúng ta vẫn sản xuất ra các cái sản phẩm mà nó không đảm bảo các cái tiêu chuẩn, ví dụ như là an toàn, ví dụ như là chất lượng, ví dụ như là năng suất, thì có nghĩa là cái công nghệ nó không có ý nghĩa nhiều. Chúng ta chỉ nghĩ đến những sản phẩm có giá trị còn tương đối thấp mà chúng ta chưa nghĩ đến những sản phẩm có giá trị cao, những giá trị mang cái sản phẩm về trí thức, cái sản phẩm về khoa học công nghệ, chúng ta hoàn toàn chưa nghĩ đến vấn đề đó. Thì tại sao chúng ta không cố gắng cập nhật và cũng như là hoàn thiện cũng như là học hỏi những cái kinh nghiệm ở những cái nước phù hợp nhất với chúng ta. Hết năm 2020, số liệu của Bộ Kế hoạch Đầu tư cho thấy vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI vào Việt Nam bao gồm đăng ký cấp mới, điều chỉnh tăng và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 28,53 tỷ, vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước tính đạt gần 20 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt có tới 1.051 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 6,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8%. Trong đại dịch COVID-19, thông tin các nhà đầu tư ngoại mở rộng đầu tư mới vào Việt Nam vẫn liên tục được cập nhật, đặc biệt các đại bàng đã tìm đến Việt Nam làm tổ, mở rộng tổ. Các nhà sản xuất gia công lớn cho hãng điện tử Apple như là Foxconn, Luxshare, Pegatron đều có động thái mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Trong giai đoạn mới, cái yêu cầu mới bây giờ nó hoàn toàn nó khác. Cho nên trước tiên là phải nói về vấn đề quy hoạch đô thị.
quy hoạch đô thị nó không phải là chỉ đơn lẻ về vấn đề đô thị xây dựng, mà nó quy hoạch như thế nào để mà anh thu hút nguồn lực, anh đáp ứng được cái yêu cầu mà người ta tới đây người ta sinh sống, học tập rồi ta làm việc. Đây vấn đề mà rất là lớn. Mà nếu trường hợp mà chúng ta có một cái tích hợp đầy đủ này thì chắc chắn rằng đây cũng là một cái mảng mà rất là quan trọng. Qua thực tiễn nền kinh tế trong và ngoài nước trong bối cảnh đại dịch, việc các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tìm đến Việt Nam trong thời điểm này càng chứng tỏ sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam. Việt Nam đang nổi lên như một quốc gia có nhiều lợi thế về lao động tay nghề cao nhưng giá rẻ. Ngoài ra, những cơ sở hạ tầng tạo nên lợi thế của Việt Nam trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài thể hiện ở hệ thống khu công nghiệp, khu kinh tế và vị trí giao thương quốc tế. Trên hết là Việt Nam có vị trí địa lý vô cùng thuận lợi cho việc giao thương quốc tế. Vâng, nếu ví những điểm nhấn kinh tế của Việt Nam trong năm qua như là những cánh của một ngôi sao mang tên Việt Nam thì có lẽ là cái cánh tiếp theo chúng ta cần nói đến đó chính là vấn đề về FDI. Thưa ông Linh, ông đánh giá gì về tiềm năng thu hút vốn FDI của Việt Nam? Tôi nghĩ rằng là năm 2020 và sau đó và năm 2021 tới đây và chúng ta sẽ mang cái cơ hội rất lớn để thu hút nguồn đầu tư FDI. Và cái nguồn đầu tư FDI có thể nói rằng là từ những cái thị trường không phải là những cái thị trường bình thường khác như trước đây mà có thể có cả những cái thị trường mới. Ví dụ như chẳng hạn như là tôi thấy rằng là trong thời gian vừa qua, thứ nhất đó là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và bây giờ các thị trường của các nước châu Âu cũng đã đưa đến Việt Nam rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng FDI năm 2021 này sẽ là cái bước khởi động mạnh mẽ cho cái FDI. Nhưng để đón được, người ta nói là đón đại bàng được về tổ thì chúng ta cũng phải có chim sẻ đi cùng. Đó là cái bài toán như tôi vừa nói chia sẻ ngược lại, đó là FDI vào đa số là đó là các doanh nghiệp sản xuất hoặc là những doanh nghiệp mang giá trị công nghệ cao. Việt Nam chúng ta thích nghi được đến đâu và Việt Nam chúng ta tiếp thu được đến đâu trong cái chuỗi giá trị của cái việc FDI đầu tư vào Việt Nam trong cái thời gian tới. Thì tôi nghĩ rằng là cái với vai trò như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là Việt Nam hoàn toàn là có thể thu hút FDI mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng chúng ta cũng cần phải chú ý về cái việc là phát triển cho phù hợp với các từng mô hình của các địa phương, phù hợp với cả trong cái chuỗi cung ứng của họ trong cái việc chuỗi cung ứng toàn cầu và giá trị thặng dư của Việt Nam mình được nhận lại trong cái quá trình đầu tư FDI đó là gì. Và cái hơn nữa là chúng ta cần phải chú trọng hơn nữa đó là cái việc là cái nguồn nhân lực chất lượng cao của chúng ta từ trước đến nay có phù hợp để tiếp tục nhận những cái gọi là hàm lượng giá trị từ FDI mang lại hay không. Chúng ta đã có những lợi thế nhất định trong năm qua khi thu hút FDI. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần có những hành động tiếp theo để cho các nhà đầu tư lớn như là Apple đã đến rồi là phải ở lại chứ không thể nào ra đi như là năm vừa qua. Thưa ông Thắng, ông có quan điểm gì về hành động tiếp theo của Việt Nam cho việc thu hút FDI? Cái quan trọng nhất hiện nay của chúng ta là vẫn phải nhanh chóng hoàn thiện và thay đổi một số các cái quy định lỗi thời. Thế tại sao những các cái doanh nghiệp mà họ đã có tên tuổi như Apple chẳng hạn hoặc là như Samsung chẳng hạn, những cái doanh nghiệp họ rất lớn rồi, họ sang thì chúng ta phải sẵn sàng phải welcome và phải giải thảm đỏ thực sự để mời đón họ vào. Bởi vì họ vào là họ sẽ kéo theo hàng loạt các câu chuyện khác nữa. Đấy, nó có rất nhiều các cái, đặc biệt là cái công nghiệp phụ trợ ăn theo, nó sẽ phát triển. Thế nhưng mà chúng ta vẫn yêu cầu họ làm các cái thủ tục như các cái doanh nghiệp mà chưa bao giờ nhìn thấy, chưa bao giờ biết gì. Những cái doanh nghiệp thì chắc chắn những doanh nghiệp lớn đấy là họ sẽ không bao giờ họ theo cái việc đấy. Mình cũng vẫn cái thủ tục từ A đến Z, từ văn bản đề nghị rồi đề xuất rồi thẩm tra thẩm định rất nhiều. Thế thì tôi nghĩ rằng cái đấy là phải thay đổi ngay. Tôi nghĩ rằng phải có một cái cơ chế đặc thù cho các doanh nghiệp họ thực sự đang có cái vị thế, có tên tuổi, đặc biệt là trên cái thị trường quốc tế, họ đã được ghi nhận, họ đã được đánh giá. Đấy, và các cái doanh nghiệp mà họ đã lên sàn rồi thì thường xuyên chúng ta đã có các cái thông tin để theo dõi họ. Thì thậm chí mình phải mời họ vào, thậm chí các cái thủ tục mình còn phải làm cho họ. Mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, tác động lớn đến nền kinh tế các nước, trong đó có Việt Nam. Nhưng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt mức xuất siêu kỷ lục 20,1 tỷ đô la Mỹ. Ước tính năm 2020, thặng dư thương mại hàng hóa vào khoảng 7 tỷ đô la Mỹ.
trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19, xuất khẩu đã trở thành điểm sáng, là tiền đề quan trọng để nền kinh tế vững bước vào năm 2021. Điều đáng mừng nữa là cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tiếp tục được cải thiện theo chiều hướng tích cực, giảm hàm lượng xuất khẩu thô, tăng xuất khẩu sản phẩm chế biến, sản phẩm công nghiệp. Trong bức tranh xuất khẩu đó, nông nghiệp góp phần tô điểm những màu sáng quan trọng, khẳng định trụ cột của nền kinh tế vào những lúc khó khăn. Đơn cử như với gạo, mặt hàng được ví như hạt ngọc của nước ta, thì năm 2020 có thể nói là năm thắng đậm của gạo Việt Nam khi mà nông dân trúng mùa lớn. Trong khi xuất khẩu gạo liên tiếp vượt Thái Lan và Ấn Độ, xoán ngôi số 1 thế giới về giá bán. Để có được trái ngọt như vậy là có sự góp sức của những chuyến công tác xúc tiến thương mại, những chuyến đi tiếp thị nông sản ở nước ngoài của lãnh đạo chính phủ, của những cán bộ ngoại giao, tham tán thương mại ở nước ngoài, của những nỗ lực chạy đua để có được hiệp định quan trọng như CPTPP, EVFTA, RCEP hay RCEP, mở ra tuyến đường cao tốc cho hàng hóa Việt Nam ra thế giới. Đó là nỗ lực chạy đua để tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí logistics, đẩy mạnh công nghiệp phụ trợ. Đó cũng là nỗ lực chạy đua để kiểm soát dịch COVID-19, không để đứt gãy chuỗi cung ứng. Trong năm vừa qua thì các nước đã gặp rất nhiều khó khăn trong công tác xuất nhập khẩu, nhưng mà Việt Nam lại vẫn tăng trưởng dương. Thưa bà Hằng, bà nói gì về cái dấu ấn tăng trưởng dương của xuất nhập khẩu? Khi mà cả thế giới đang gặp phải vấn đề khủng hoảng như là COVID-19 thì Việt Nam của chúng ta là đất nông nghiệp. Trước đây chúng ta nghĩ rằng là nông nghiệp là một cái gánh nặng. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rõ ràng rằng là khi COVID-19 ập đến thì chúng ta thấy rõ ràng là nông nghiệp của chúng ta có thể có một cái bước đà rất là phát triển. Chỉ cần chúng ta áp dụng thêm về những cái công nghiệp nông nghiệp số này, rồi thì quản lý doanh nghiệp số và áp dụng các cái mô hình sản xuất đúng theo những cái tiêu chuẩn mà thế giới đang cần, thì rõ ràng là hàng hóa của chúng ta xuất khẩu thì chúng ta đã không phải lo lắng nữa rồi. Bởi vì là các nước trên thế giới thì có rất nhiều nước, ví dụ như là thị trường Trung Đông chẳng hạn, họ không thể sản xuất được những cái sản phẩm như chúng ta đang làm thì chúng ta lại có thể làm được. Hoặc là thị trường may mặc chẳng hạn, thì chúng ta cũng đang sản xuất cho rất nhiều những cái cho châu Âu này, cho châu Mỹ về các sản phẩm may mặc, hay thậm chí giày da chẳng hạn, thì chúng ta cũng đang là cái nơi mà sản xuất cho các nước đó. Thì đấy cũng là một con đường mà chúng ta thấy rằng là con đường rất là sáng, và con đường hội nhập này là một con đường mà rất là đúng đắn. Và chúng ta đã hội nhập được thì chúng ta chỉ cần phát triển doanh nghiệp của chúng ta, để cho doanh nghiệp của chúng ta lớn lên theo những cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đã đề ra. Vâng, thưa ông Thắng, nếu mà nhìn vào điểm nhấn xuất khẩu của Việt Nam năm qua thì theo ông đâu là lĩnh vực mà thế mạnh của Việt Nam? Tức là năm 2020, một cái năm đại dịch Covid xảy ra, thì kinh tế nông nghiệp đã khẳng định được cái vai trò vị thế của mình. Lần đầu tiên hàng nông sản Việt Nam vào được châu Âu đấy, với một cái kim ngạch khá lớn, tức là hàng tỷ đô la, các cái trong lĩnh vực thủy hải sản chúng ta đã xuất sang châu Âu. Các cái thực phẩm như là thịt gà, thịt lợn chúng ta đã xuất được sang những các thị trường khó tính như Nhật Bản đấy, ví dụ như một số các nước mà có cái thị trường hết sức khó tính, đòi hỏi cái tiêu chuẩn hết sức cao. Thì năm 2020 là chúng ta đã khá thành công trong cái việc xuất khẩu nông sản sang các cái khu vực trong cái mà chúng ta đã ký các hiệp định thương mại. Chúng ta xuất mới đầu, tức là nó đây là những cái tín hiệu rất là tốt. Mặc dù nó là các cái đơn hàng chúng tôi nói gọi là đi tiên phong bắt đầu thôi. Tiếp cận một cách tiếp cận mới để, nhưng mà hầu như là các cái sản phẩm mà chúng ta đã xuất khẩu sang các nước châu Âu thì được thị trường và các bạn đánh giá rất cao về các cái chất lượng và cái tiêu chuẩn. Thế và cái kim ngạch, chính cái việc mà xuất khẩu của nông sản Việt Nam năm 2020 ấy, nó đã giúp cho cái giữ được cái tốc độ tăng trưởng và làm cho cái kinh tế Việt Nam được tăng trưởng dương. Thưa ông Linh, theo quan điểm của ông thì xuất nhập khẩu Việt Nam cần có những cái bước đột phá mạnh nào để có thể tiếp tục giữ mức tăng trưởng dương và đi lên trong năm 2021? Tôi có thể nói rằng là trong thời gian vừa qua, tại sao Made in Việt Nam có cho những sản phẩm mà được các nước trên thế giới chú trọng hơn vào cái đại dịch Covid-19. Ví dụ như các sản phẩm về các test kit này, hoặc là những cái sản phẩm về sản xuất y tế ở tại Việt Nam thôi, đã là một cái thương hiệu. Chúng tôi muốn rằng đó là cái thương hiệu Việt Nam. Những sản phẩm thương hiệu Việt Nam khi đã được các cái đất nước đón nhận thì đó là một cái điều hết sức tốt cho đất nước Việt Nam chúng ta. Thì chúng ta cần phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa những cái sản phẩm có hàm lượng giá trị khoa học công nghệ cao. Hơn nữa, tất nhiên là chúng ta vẫn hài hòa giữa việc phát triển xuất khẩu những ngành nghề nông nghiệp hoặc là thủy sản.
Là đơn vị chuyên kinh doanh dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, đại dịch COVID-19 đã khiến doanh nghiệp này gặp rất nhiều khó khăn. Lượng khách du lịch giảm mạnh kéo theo nguồn thu giảm đến 70%. Để vượt qua đại dịch, doanh nghiệp đã chuyển phân khúc sang thị trường nội địa, giảm giá và tối ưu sản phẩm, dịch vụ của mình. Tôi làm những cái quảng cáo, thậm chí là đến mời ở trải nghiệm free. Và sau đó rồi thông qua tất cả những cái trải nghiệm đấy của khách nội địa thì lại nhờ họ quảng cáo, quảng bá đến những khách hàng khác. Đấy là cái, rồi thậm chí là có những món quà để tặng cho khách, để khách nhớ, để khách quay lại. Còn đây là doanh nghiệp ứng dụng nền tảng chatbot trong kinh doanh, quản lý bán hàng qua mạng. Khi dịch bệnh làm hoạt động giao dịch trực tiếp bị ảnh hưởng, thì việc chuyển sang hình thức giao dịch trực tuyến được doanh nghiệp coi là chìa khóa để duy trì hoạt động kinh doanh. Ứng dụng chatbot hiện có thể hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện rất nhiều tác vụ bán hàng. Nếu mà các công ty doanh nghiệp khoa công nghệ biết tận dụng cái cơ hội này để cải tiến, thứ nhất là cải tiến về mặt sản phẩm, làm cho sản phẩm của mình phục vụ tốt hơn cho khách hàng. Thứ hai là chúng ta không bỏ rơi bất kỳ một khách hàng nào mà chúng ta sẽ đồng hành cùng khách hàng trong cái mùa Covid này. Thì đó là những cái tiêu chí giúp cho những doanh nghiệp khoa công nghệ có thể tăng trưởng bứt tốc. Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp, chatbot hiện còn được sử dụng như một kênh để thông báo và hỗ trợ người dân khi họ gặp những vướng mắc trong công tác phòng chống dịch, giúp người dân trang bị kiến thức để phòng tránh và ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Những số liệu về người nhiễm bệnh, tử vong đã được chữa khỏi hay địa phương nào có ca nhiễm mới cũng dễ dàng cập nhật thông qua liên kết API đến cơ sở tổng hợp dữ liệu, giúp chatbot đưa ra các câu trả lời đến người dân một cách chính xác. Chúng ta vừa theo dõi một phóng sự về các doanh nghiệp Việt, những doanh nghiệp mà đã thay đổi, đã rất linh hoạt để thích nghi giữa đại dịch COVID-19 trong năm qua. Và có thể nói kinh tế Việt Nam phục hồi cũng một phần bởi những sự nỗ lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay là những kinh tế hộ gia đình. Đây là những doanh nghiệp mà giải thể phá sản nhiều nhất nhưng cũng chính họ lại là những người mà linh hoạt nhất trong việc thay đổi mô hình kinh doanh để có thể tồn tại giữa cơn bão đại dịch COVID-19. Thưa Bằng, bà nói gì về cuộc vật lộn sinh tồn của các doanh nghiệp Việt trong năm vừa qua? Chúng ta thấy rằng rõ ràng là sau đợt đại dịch COVID-19 và nhất là sau thời kỳ mà gọi là tất cả mọi người đều không được ra đường đấy ạ, hay người ta gọi là, thì đấy là cái thời điểm mà khó khăn nhất, kinh khủng nhất. Có rất là nhiều doanh nghiệp chúng ta thấy rằng là ra ngoài đường thì thấy rất nhiều cái bảng hiệu treo là cho thuê nhà hay bán nhà, thì đó là một cái điều mà hết sức đau lòng. Bởi vì có những doanh nghiệp xuất khẩu năm 2019 đã phát triển rất tốt, nhưng đến năm 2020 thì COVID ùa về và làm cho doanh nghiệp gần như là phá sản toàn bộ. Có những doanh nghiệp mà đã chót đầu tư thì cũng không có khả năng chi trả cho ngân hàng nữa. Doanh nghiệp Việt của chúng ta rất là yếu vốn. Đa số là những doanh nghiệp vừa và nhỏ đều đang phải dựa vào vốn vay ngân hàng hoặc là vay các tổ chức. Thì như vậy thì khi mà có sóng gió ập đến thì gần như các doanh nghiệp không chống đỡ nổi. Bởi vì là gần như là không có vốn hoặc là đuối vốn hoặc là không có tiền để trả nợ ngân hàng. Và nhìn thấy một cái bước đường mà như năm vừa rồi chúng ta đau lòng đến mức mà đến năm nay, đến cuối năm nay những doanh nghiệp vẫn không thể đứng dậy nổi, mà không biết là năm sau thì sẽ như thế nào. Nhưng mà những cái chính sách thì chúng ta vẫn có rất nhiều chính sách của nhà nước tốt, nhưng mà lại nhiều doanh nghiệp thì gần như là vẫn chưa tiếp cận được với những chính sách đó. Thành ra là nước xa không cứu được lửa gần và những doanh nghiệp bắt buộc vẫn phải giải thể và phá sản. Năm 2020 là năm cuối cùng của nhiệm kỳ 2016-2021. Trong 5 năm qua thì Việt Nam đã đưa một số công trình, dự án giao thông quan trọng vào sử dụng, như các dự án đường cao tốc hướng tâm có tác động lớn trong việc nâng cao năng lực vận tải. Nhiều công trình dự án quan trọng quy mô lớn được tập trung đầu tư hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020, khởi công nhiều đoạn của cao tốc Bắc Nam. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhất là tại các đô thị lớn đang từng bước được đầu tư, mở rộng và hoàn thiện theo hướng hiện đại hóa, đồng bộ hóa với các hình thức đầu tư đa dạng, các nguồn vốn đầu tư được mở rộng hơn. Nhiều công trình tuyến chính ra vào thành phố, các trục giao thông hướng tâm, các tuyến tránh đô thị, các cầu lớn và nút giao lập thể được đầu tư xây dựng. Chất lượng phục vụ của hạ tầng kỹ thuật đô thị được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ đô thị hóa tăng từ 35,7% năm 2015 lên khoảng 39,3% năm 2020. Ký được 17 FTA, trong đó có các FTA mang tính khu vực như là CPTPP, EVFTA và RCEP. Hàng nông sản Việt Nam đang từng bước chinh phục được hàng trăm nước trên thế giới. Trong 5 năm qua thì
Chúng ta thấy là chúng ta đã làm được rất nhiều những cái thành tựu đáng ghi nhận trong vấn đề này. Thưa bà Hằng, bà có nghĩ là đây cũng là một trong những cái thành quả quan trọng mà chúng ta cần nhắc tới trong việc thực hiện nghị quyết đại hội 12 của Đảng? Dạ vâng, đúng rồi. Những cái thành tựu mà có thể nói rằng là không phải là lúc nào chúng ta cũng có thể có những thành tựu như vậy, mà chúng ta thấy rằng rõ ràng là trong 5 năm qua thì chúng ta đã thấy rằng nhiệm kỳ của Đại hội 12, chúng ta thấy rằng rõ ràng rằng là thứ nhất là chúng ta đã hội nhập được EVFTA. Từ trước đến giờ chúng ta chưa từng nghĩ được rằng là chúng ta sẽ vào được một cái hiệp định thương mại tự do như vậy, thì đấy đã là một cái thành quả rất là lớn rồi. Còn chưa kể là thủ tướng của chúng ta thì đã nắm được gọi là làm chủ tịch của ASEAN. Đấy cũng là một cái điều mà đấy là những cái mà chúng ta đã là thành tựu rất là lớn đối với Việt Nam của chúng ta. Ngoài ra thì là giữa đại dịch Covid chúng ta lại vượt sóng được một cách mạnh mẽ để khẳng định cho thế giới thấy rằng rõ ràng thứ nhất là nền y tế của chúng ta rất là tuyệt vời. Nền y tế của chúng ta đã phát triển một cách vượt bậc, vừa có sản phẩm test, rồi là vừa có những cái trang thiết bị để điều trị mà có thể nói rằng là ở nước ngoài thì đã con số tử vong không thể nào nhắc tới được vì nó quá lớn. Thế nhưng ở Việt Nam của chúng ta thì chúng ta đã giải quyết được, là chúng ta đã tin tưởng hoàn toàn vào nền y tế của chúng ta rồi. Và chúng ta lại còn có những cái giống như là đã tăng trưởng dương. Và trong một cái năm mà cả thế giới to lớn như Mỹ cũng đang gặp phải trục trặc mà chúng ta lại tăng trưởng dương, thì đấy là những điều mà chúng ta đã đạt được rất là lớn, mà chúng ta có thể nói rằng là phải trong nguy nan là đã thấy rằng là chúng ta rõ ràng là khi mà chúng ta gặp phải những cái nguy kịch này, những cái nguy nan này, thì dân tộc Việt Nam của chúng ta luôn luôn chung tay vào với nhau, đoàn kết và đều có thể vượt qua được tất cả mọi thứ, hay chúng ta gọi là vượt qua sóng dữ, và chúng ta vượt qua được cả Covid-19 như vậy, vượt qua mọi thứ và đem lại cho chúng ta những cái lợi ích to lớn về kinh tế. Thì đây là một điều mà rất là vui mừng cho đất nước của chúng ta. Trong cái nhiệm kỳ vừa qua ấy, thì cái sự thay đổi về kinh tế, về cái vị thế quốc tế thì nó cũng đã có những cái nét hết sức là nổi bật rồi. Nhưng mà cái quan trọng nhất ấy, đối với cộng đồng doanh nghiệp, là thay đổi hẳn một cái nhận thức của cả một cái lớp doanh nghiệp đối với cái nền kinh tế thị trường trong cái tình hình mới. Vâng, trong lĩnh vực kinh tế thì nghị quyết của Đại hội 12 của Đảng có đưa ra một cái nội dung rất quan trọng, đó là cơ cấu lại nền kinh tế. Và trong 5 năm qua thì chúng ta cũng thấy là việc cơ cấu lại nền kinh tế đã được người đứng đầu chỉ đạo rất quyết liệt. Đó là những việc như là cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, sau đó là những việc cơ cấu lại tất cả hệ thống hành chính, thủ tục, giấy tờ, cũng như là tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển thuận lợi. Và đặc biệt là những vụ việc tham nhũng về kinh tế đã được xử lý triệt để. Thưa ông Linh, ông nói gì về những cái điểm nhấn này trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng? Tôi nghĩ rằng là trong 5 năm vừa qua thực hiện cái nghị quyết của Đại hội 12 thì một trong những cái vấn đề mà chúng ta đã làm được, Việt Nam đã làm được, đó là cái việc là phải là thực hiện và nghiêm túc trong cái vấn đề là xử lý các vụ án liên quan đến tham nhũng kinh tế, tạo ra được cái niềm tin đối với nhân dân. Đó là cái số 1 trong cái việc mà động viên cho nhân dân có niềm tin cao hơn nữa với Đảng, với sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước và chính phủ. Và đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì có thể nói là nghị quyết 12 cũng đã đưa ra được những cái đường lối rất là chính xác để làm sao định hướng rõ ràng hơn nữa cái kinh tế, định hướng xã hội chủ nghĩa là như thế nào. Trong đó là việc là chính quyền sáng tạo, chính phủ kiến tạo đã có thể nói là một trong những cái đã được thực hiện rất là mạnh mẽ trong cái thời gian vừa qua, trong 5 năm vừa qua. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc này chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục thực hiện trong cái nhiệm kỳ tiếp theo với những cái thế mạnh riêng của Việt Nam đang có. Và cái hơn nữa rằng là tôi nghĩ rằng Việt Nam cũng đang tiếp tục đặt trong cái 4 cái ứng dụng trong những cái chính phủ số, những cái chính quyền số trong cái 4 lĩnh vực trọng tâm, đó là tài chính này, giáo dục và đào tạo, và cũng như là lĩnh vực về y tế. Trong những thời gian qua thì chúng ta cần phải thực hiện được mạnh mẽ hơn nữa để làm sao cái việc nghị quyết được sớm đi vào với đời sống của nhân dân. Tại vì nghị quyết nói cho cùng tất cả đều phải phục vụ cho nhân dân, phục vụ cho sự phát triển của đất nước, thì chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được cái vấn đề đó. Ngoài ra thì cái việc là hội nhập quốc tế với việc vị trí chúng ta thực hiện được cái thành công hội nghị APEC năm 2017 ở tại Đà Nẵng, rồi là hoàn thành năm chủ tịch ASEAN 2020, thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thì chúng ta đã từng bước khẳng định được cái vai trò mạnh mẽ hơn nữa của Việt Nam đối với cả quốc tế. Thì nói một cách chính xác, đó là những cái thành tựu rất lớn cho cái nghị quyết của Đại hội lần thứ 12.
và là cái bản lề cho cái tiếp tục cái nghị quyết thực hiện của Đại hội 13 sắp tới. Năm 2020, nhiều diễn biến thiên tai bất thường, cực đoan. Trong đó lũ lụt miền Trung được xem là đợt lũ lụt lịch sử mới với mức báo động số 4, cấp bậc thiên tai nguy hiểm, rủi ro lớn nhất của Việt Nam. Chỉ trong tháng 10 và tháng 11 năm 2020, có tới 7 cơn bão liên tiếp đổ bộ vào miền Trung, trong đó cơn bão số 9 mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Mưa lũ kéo dài gây sạt lở kinh hoàng tại Thủy điện Rào Trăng 3, Thừa Thiên Huế, Nam Trà My, Phước Sơn, Quảng Nam, Hướng Hóa, Quảng Trị khiến nhiều người thiệt mạng. Bên cạnh đó, tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển tiếp tục xảy ra tại đồng bằng sông Cửu Long. Động đất ở Mường Tè, Lai Châu, Mộc Châu, Sơn La cũng gây tổn thất lớn về người và tài sản. Trong năm, ước tính tổng thiệt hại do thiên tai gây ra là 38.400 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại do bão lũ là 31.700 tỷ đồng. Những diễn biến bất thường của khí hậu cũng đặt ra khuyến cáo cần có sự quản lý chặt chẽ hơn đối với rừng phòng hộ, các công trình thủy điện. Vào trung tuần tháng 10 năm 2020, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã thực hiện cuộc khảo sát trong thời gian từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10 trên 450 doanh nghiệp thuộc 6 ngành nghề khác nhau về tác động của dịch bệnh tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Các ngành được khảo sát bao gồm du lịch, lưu trú, ăn uống, tài chính ngân hàng, bảo hiểm, logistics, dệt may, công nghệ thông tin. Kết quả khảo sát cho thấy có tới 40% doanh nghiệp bị tác động bởi COVID-19, trong đó 30% phải cắt giảm quy mô sản xuất, gần 10% phải tạm dừng hoạt động. Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là ngành du lịch, lưu trú, ăn uống. Đến đầu tháng 10, khoảng 80% doanh nghiệp được điều tra không nhận được gói hỗ trợ COVID-19 lần 1 của chính phủ. Lý do chủ yếu là doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện, không có thông tin về chính sách. Tỷ lệ doanh nghiệp lớn nhận được gói hỗ trợ nhiều hơn so với doanh nghiệp nhỏ. Trong khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ là những đối tượng rất dễ bị tổn thương bởi khủng hoảng dịch bệnh. Doanh nghiệp chủ yếu tiếp cận được với gói gia hạn nộp thuế. Các gói hỗ trợ khác, tỷ lệ tiếp cận thấp. Đại dịch COVID-19 được coi là thách thức lớn nhất với cộng đồng doanh nghiệp. Trong năm 2020 thì có hơn 93,5 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, chờ giải thể và giải thể, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Tập trung vào khu vực doanh nghiệp, kinh doanh dịch vụ, ăn uống, bất động sản, dịch vụ môi giới, logistics, sản xuất nhỏ lẻ, vận tải nhỏ. Số lượng doanh nghiệp giải thể tăng mạnh, khiến mục tiêu đến năm 2020 cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp không đạt được. Theo nghị quyết số 35 NQCP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ. Năm 2020, lĩnh vực hàng không và du lịch trải qua một năm đầy khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Theo đó, chỉ riêng Vietnam Airlines đã lỗ trên 15.000 tỷ đồng. Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines cũng dự báo lỗ hàng chục nghìn tỷ đồng. Ngành du lịch cũng thiệt hại nặng nề với lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giảm trên 80%, khách du lịch nội địa giảm gần 50%, ước tính tổng thiệt hại của ngành du lịch lên tới 530.000 tỷ đồng. Theo số liệu của VCCI vừa mới công bố thì chỉ riêng trong tháng 11 vừa qua đã có hơn 60% doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam là công bố giải thể. Đây là một con số thực sự là không mong đợi và VCCI cũng đề xuất là chính phủ nên có một gói hỗ trợ tiếp theo cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cùng với 2,5 triệu hộ gia đình đang kinh doanh. Nếu mà chúng ta nhìn lại thì các gói hỗ trợ trước của chính phủ cũng đã giải ngân không được như kỳ vọng và có rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn thực sự nhưng họ không thể nào chứng minh được đầy đủ những thủ tục hành chính để được hưởng ưu đãi từ những gói vay này. Thưa ông Thắng, ông nói gì trước những tồn tại không kỳ vọng đối với sự giải ngân các gói vay của chính phủ? Nếu như cái gói cứu trợ của cái nghị quyết 01 về cái cho cái người lao động thì lại quy định là nếu như phải 50% cái số lao động ở cái doanh nghiệp đấy nghỉ thì mới được cái gói hỗ trợ đấy. Thế thì vô hình dung là chúng ta, nếu như các doanh nghiệp chân chính không nói làm gì, nhưng những doanh nghiệp người ta lợi dụng chính sách thì người ta cho 50% cái công nhân đi nghỉ để người ta lấy cái chính sách đấy. Thì vô hình dung là chúng ta đã tạo ra một cái làm cho cái xã hội nó rối loạn lên. Thế và làm cho những người mà thực sự đang có trách nhiệm, thực sự đang rất chăm lo cho cái đời sống xung quanh cái việc an sinh xã hội thì họ lại vì một cái chính sách họ lại phải xử lý những cái việc gọi là tiêu xảo đấy, nó mất hay. Đấy là một, hai là các doanh nghiệp người ta không cho nghỉ nhưng người ta nghỉ luân phiên. Tức là người ta phải cho luân phiên thời gian thì người ta lại không được hưởng.
tại vì là không nếu bây giờ chúng ta lại quy định là phải gọi là thanh lý hợp đồng lao động thì mới được hưởng cái chính sách hỗ trợ, thì mới được chậm trả tiền bảo hiểm, thì mới được hỗ trợ cái tiền cho người lao động. Thì vô hình dung là chúng ta đã làm như vậy, là chúng ta đã tạo ra một cái rào cản hết sức vô hình và rất khó doanh nghiệp, các doanh nghiệp tiếp cận được. Tôi nói đấy là một cái ví dụ, là một cái minh chứng cho cái câu chuyện chính sách của chúng ta. Cho nên là các cái gói cứu trợ là đã, tôi nghĩ rằng là đã là thiên tai địch họa thì các doanh nghiệp phải được bình đẳng như nhau. Thế và xét cụ thể trong quá trình thực hiện thì doanh nghiệp nào thiệt hại nhiều thì sau này sẽ được hưởng nhiều. Tôi nói một cách khác ấy là nó cũng như là ứng trước cho họ, ứng trước cho họ. Thế và nếu anh không quyết toán được nhá, anh không chứng minh được thì đương nhiên anh phải trả lại. Đấy, ví dụ thế, kể cả cái lao động tôi cho anh chịu, bây giờ chúng ta vẫn có chính sách mà để chậm trả nộp tiền, nhưng mà anh không chứng minh được rằng câu chuyện mất việc, anh không nó không thể, tức là anh không khó khăn thật, thì anh sẽ bị truy thu kể cả tiền gốc và tiền lãi, ví dụ thế. Và chúng ta cứ nên cứu họ trước đã, đúng không? Mình cứu họ trước đã, chứ mình đừng có bảo tôi cho ông đây này, ông phải làm thế này. Tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải tăng cường cái sự mạnh mẽ hơn nữa, liên kết mạnh mẽ hơn nữa giữa các doanh nghiệp Việt, những doanh nghiệp kiều bào, những cái đơn vị hỗ trợ cho việc xúc tiến thương mại. Như tôi chia sẻ một cái vấn đề đó là ví dụ như Hàn Quốc chẳng hạn, khi doanh nghiệp họ ra nước ngoài có một loạt các cơ quan tổ chức đi theo để hỗ trợ cho họ, để đẩy cho họ lên. Chính phủ là có tác dụng là đưa một cái cơ quan ra chỉ để hỗ trợ cho các doanh nghiệp đi ra nước ngoài và phát triển ở tại nước ngoài để làm sao được cái hậu thuẫn tốt nhất. Thì chúng ta cũng cần phải có những cái cơ quan mạnh mẽ như vậy, để hoặc là một cái cơ quan đầu mối như vậy. Tôi ví dụ như nó là Kotra, một cơ quan xúc tiến thương mại của Hàn Quốc. Họ đi đến đâu, tất cả các cơ quan, các địa bàn thị trường đều có một cái cơ quan như vậy để phối hợp cùng với cả sứ quán hoặc với các cơ quan ngoại giao để làm sao đẩy nhanh việc phát triển thương mại và việc hợp tác phát triển. Thì tôi nghĩ rằng là doanh nghiệp Việt đang rất cần những sự hỗ trợ như vậy của hoặc là những cái chính sách để làm sao đẩy được toàn khối đi lên. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc đấy chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được. Tại vì chúng ta như chúng ta đều biết là doanh nghiệp chúng ta đều có một cái truyền thống, đó là đoàn kết vượt qua khó khăn. Thì năm 2021 sẽ là những năm chúng ta có thể làm được những điều đó, và tôi tin tưởng rằng là chúng ta sẽ làm được điều đó. Với những nỗ lực của Việt Nam đạt được trong năm 2020, nhiều tổ chức quốc tế định chế tài chính đã dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2021 khá tích cực. Trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam, điểm lại của Ngân hàng Thế giới, ngân hàng này đã dự báo năm 2021, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng khoảng 6,8% và ổn định ở mức 6,5% các năm tiếp theo. Dự báo này của World Bank được đưa ra dựa trên giả định khủng hoảng COVID-19 dần được kiểm soát khi vaccine COVID-19 chứng minh được tính hiệu quả. Tuy nhiên, báo cáo cũng nhấn mạnh Việt Nam vẫn còn tiềm tàng những rủi ro tài chính và xã hội, đòi hỏi các cấp có thẩm quyền cần quan tâm hơn nữa. Khối phân tích, công ty cổ phần chứng khoán VN Direct trong báo cáo chiến lược đầu tư 2021, trong đó chủ đề triển vọng kinh tế Việt Nam, dự báo kinh tế sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2021, có thể lên tới 7,1% sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát và đẩy lùi nhờ vaccine. Dự báo này được VN Direct đưa ra dựa trên kỳ vọng nền kinh tế thế giới có thể lên tới 7,1% sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát và đẩy lùi nhờ vaccine. Dự báo này được VN Direct đưa ra dựa trên kỳ vọng nền kinh tế thế giới sẽ có sự mở cửa trở lại của các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU. Điều này sẽ giúp hàn gắn lại chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đã bị phá hủy một phần do tác động của COVID-19, cũng như giúp gia tăng nhu cầu đối với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Bên cạnh đó, việc nối lại các chuyến bay quốc tế với mục đích thương mại sẽ thúc đẩy sự hồi phục của ngành du lịch, một trong hai động lực tăng trưởng chính của ngành dịch vụ Việt Nam trong năm 2021, bên cạnh sự phục hồi của tiêu dùng nội địa. Báo cáo cũng kỳ vọng tổng vốn đầu tư toàn xã hội sẽ tăng mạnh trong năm 2021 do chính phủ tiếp tục thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, kinh tế Việt Nam được dự báo hồi phục mạnh mẽ trong năm 2021 với mức tăng trưởng 6,5% khi hoạt động kinh tế trong nước và nước ngoài tiếp tục quay trở lại bình thường. Tuy nhiên, bà Darla Norris là đại diện vụ châu Á-Thái Bình Dương của IMF nhận định triển vọng kinh tế Việt Nam vẫn còn phải đối mặt với nhiều bất trắc đáng kể như khả năng bùng phát dịch trở lại, quá trình phục hồi toàn cầu chậm chạp, căng thẳng thương mại đang diễn ra và khu vực doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Covid thì ảnh hưởng nặng nề toàn cầu. Thế và chúng ta biết rằng các cái trong những năm vừa qua thì cái chủ trương về cái chuyển dịch sản xuất sang tham gia cái chuỗi cung toàn cầu của chính phủ là đúng đắn, và nó làm cho cái kinh tế trong những năm vừa qua
tăng trưởng rất là mạnh. Tuy nhiên thì ở Việt Nam thì tôi cho rằng là trong cái rủi thì có cái may. Tôi nghĩ là bức tranh của Việt Nam thì có thể là sẽ khả quan hơn một số các cái quốc gia khác. Tuy nhiên thì trong thời điểm hiện nay chúng ta cũng thấy là tại Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta đang có những cái diễn biến mới của COVID-19. Năm 2021 thì tôi nghĩ là sẽ là một cái năm mà hồi phục. Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 diễn ra mới đây, đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 với mục tiêu tăng trưởng GDP 6%. Hiện chính phủ đang chỉ đạo xây dựng các kịch bản tăng trưởng và phương án hành động khác nhau để dù trong trường hợp nào vẫn giữ được sự chủ động, chiến lược và hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội tốt nhất cho đất nước. Phấn đấu để Việt Nam luôn là nền kinh tế năng động, sáng tạo, phát triển nhanh nhưng ổn định, bền vững, không để xói mòn các yếu tố nền tảng vĩ mô đã được dày công tạo dựng những năm qua. Vâng, chúng ta đang ở thời điểm đầu năm 2021 và đây cũng là năm đầu tiên sau Đại hội 13 của Đảng. Vậy thì thưa ông Linh, ông đánh giá gì về những cơ hội cũng như là những đường hướng phát triển kinh tế của Việt Nam trong năm 2021 và những năm tiếp theo? Tôi nghĩ rằng là việc cái chuyển đổi cái mô hình liên quan đến kinh tế số và liên quan đến chuyển đổi số có thể nói là cái số 1 chúng ta cần phải để ý trong cái dịp năm 2021 cũng như dịp sắp tới, khi mà các vaccine cũng như là các cái hoạt động mà vẫn đang phải tương đối bị đình trệ bởi đại dịch Covid, khi mà tất cả các nước đều phải đối mặt như vậy thì cái việc mà kinh tế số, chuyển đổi số và những cái liên quan như vậy cần phải chú ý nhiều hơn nữa. Và cái thứ hai nữa thì chúng tôi cũng nghĩ rằng đó là cái việc mà Việt Nam sẽ tiếp tục thích nghi với cả cái môi trường khi mà Covid còn đang hiện diện sẽ như thế nào, và cái việc xử lý như thế nào sẽ là cái việc mà quan trọng nhất trong cái thời gian năm 2021 này để tạo cái nền tảng phát triển cho nền kinh tế. Thì tôi nghĩ rằng là Đại hội Đảng cũng như là nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 13 cũng như là chính phủ thì chắc chắn là đã có những cái chuẩn bị cho một cái tâm thế mới cho 2021, và tôi tin tưởng rằng là với những cái sự chuẩn bị như vậy, những sự kỹ càng như vậy, mặc dù tôi cũng là người có dịp được đọc những cái văn kiện góp ý cho Đại hội 13, thì tôi tin tưởng rằng là với sự phát triển cũng như là sự định hướng rõ ràng của chính phủ cũng như là sự quyết liệt của Đảng trong những thời gian vừa qua thì chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng 2021 sẽ là tiếp tục là một cái năm phát triển tốt với Việt Nam, dù có Covid còn tồn tại hay chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có những sự phát triển rất là mạnh mẽ. Thưa bà Hằng, trong năm tới bà có lời chúc hay lời nhắn nhủ gì tới các doanh nghiệp Việt Nam cũng như là tới khán giả? Năm 2021 thì đã tới rồi. Tôi xin chúc cho tất cả những doanh nghiệp Việt Nam có nhiều sức khỏe và luôn luôn vững tay trèo để vượt sóng, cùng nhau liên kết vào để chúng ta có thể có được một năm 2021 thăng hoa hơn năm 2020 và có thể là tạo ra nhiều giá trị thặng dư hơn cho xã hội. Vâng, và chúng tôi cũng rất mong muốn là năm 2021 chúng ta sẽ được chứng kiến một nền kinh tế Việt Nam khởi sắc với tăng trưởng dương và còn tăng trưởng mạnh hơn nữa. Cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị, khép lại năm 2020 đến với năm 2021, chúng tôi những người làm chương trình muốn gửi lời tri ân, cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt một năm qua. Xin chúc quý vị một năm mới nhiều thành công và may mắn.